Một chậu hoàng nhạn tháng 8 mình trồng theo phong cách đó là ít giá thể và không giá thể mọi người nhé. Ở đây các bạn có thể thấy là một cái chậu đất nung và ở dưới chỉ có xốp lẫn với vỏ thông, không có một chút phân nào. Đấy, tuy nhiên là cây cũng vẫn rất khỏe các bác nhé. Điều kiện là các bác phun nước cho nó tối thiểu là 2 ngày 1 lần, bởi vì cái giá thể nó như này nó dễ rất là dễ khô các bác nhé. Ở đây chính là cái kinh nghiệm mà em chia sẻ với anh em, và mọi người có thể để ở dưới giàn tránh nắng tránh mưa trực tiếp thì cây của các bạn nó cũng sẽ phát triển rất là tốt. Ở đây có thể nhìn thấy những cái rễ xanh nó đang đi, thì đây là cách trồng lan ít giá thể và không giá thể các bác nhé. Đấy. Xin chào và chúc sức khỏe tất cả anh em.